Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập chung. Trang 90. Bài số 1. Đặc tính đồ tính. 38 cộng 27 54 cộng 19 67 cộng cho 5 8 ta cộng 7 là 15, viết 5 ta nhớ 1. 3 ta cộng 2 là 5, 5 với 1 nhớ là 6. 4 ta cộng 9 là 13, viết 3 nhớ 1. 5 ta cộng 1 6, 6 1 là bằng 7. 7 cộng 5 là 12, viết 2 ta nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7. 61 ta trừ cho 28, 70 ta trừ 32, 32 rồi 83 ta trừ cho 8, 1 ta trừ 8 không được, ta lấy 11 ta trừ 8, được 3, 3 trả 1. 2 ta cộng 1 là bằng 3, 6 ta trừ cho 3 được 3. 0 ta trừ 2 không được, ta lấy 10, 10 trừ 2 là được 8, 8 trả 1. 3 ta cộng 1 là bằng 4, 7 ta trừ 4 được 3. 3 ta trừ 8 không được, ta lấy 10, 10 cộng 3 là 13, 13 ta trừ 8 là được 5, 5 trả 1, 7, 8 trừ 1 còn bằng 7. Bài số 2, tính. 12 ta cộng 8 là bằng 20. 20 cộng 6, 20 cộng 6 là bằng 26. 25 ta cộng 15 là bằng 5 cộng 5 là 10, biết không ta nhớ 1. 2 ta cộng 1 bằng 3, 3 1 là nữa là bằng 4. 40 ta trừ 30 còn 10. 39 ta cộng 36 ta cộng 19. 6 ta cộng 9 là 15, viết 5 ta nhớ 1. 3 ta cộng 1 là bằng 4, 4 1 nhớ nữa là 5. 55 ta trừ 19. 5 ta trừ cho 9 không được, ta lấy 15, 15 ta trừ 9 được 6, trả 1, 1 cộng 1 là bằng 2, 5 ta trừ 2 được 3. Năm mươi mốt ta trừ 19, 1 ta trừ 9 không được, ta lấy 11, 11 ta trừ 9 được 2, 2 trả 1. 1 cộng 1 là bằng 2, 5 trừ 2 được 3. 32 ta cộng 18. 2 cộng 2 cộng 8 là bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 3 ta cộng 1 4, 4 1 nhớ nữa là 5. Bài số 3. 5 nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi? Số tuổi năm nay của bố là. Rồi. Ông là 70 tuổi, bố kém hơn là trừ 32 bằng
không ta trừ cho 2 không được, ta lấy 10, 10 trừ 2 được 8, 8 trả 1. 3 ta cộng 1 bằng 4, 7 ta trừ 4 được 3. Đáp số. Ba mươi tám tuổi. Bài số 4. Viết số thích hợp vào ô trống. 75 ta cộng 18 bằng bên này gì? 18. Hai con số này bên này có giống nhau, bên này có 18, bên kia có 18 thì bên này là 75. Được không? Bên này có 37. 37 cộng 26, bên này một ô trống cộng 37, như vậy là hai con 37 giống nhau. Thì chúng ta sẽ điền câu 26. Bên này 36 cộng 44, bên này có 44 rồi thì bên chỗ này là chúng ta sẽ thiếu là 36. Bên này 9 đã cộng 65, bên này cũng có 9 thì 65 thôi. Ta điền 65. Bài số 5. Xem hôm nay là thứ mấy. Thầy sẽ xem cái ngày hôm nay là cái ngày thầy quay clip này nhé. Hôm nay là thứ năm. Ngày bao nhiêu? Ngày 9. Và tháng nào? Ngày 9 tháng 7. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.